Thưa quý vị và các bạn, nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên mọi miền đất nước nói chung, huyện Đông Anh nói riêng đều bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn khi phải tiễn biệt một nhân cách lớn của dân tộc, một tổng tư lệnh của lòng dân. Ngay sau khi có thông cáo đặc biệt về lễ viếng, lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được tổ chức cùng lúc tại 3 địa điểm, trong đó có một địa điểm tại quê nhà của đồng chí tại thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh. Trong những ngày này, ai ai cũng rưng rưng nghẹn ngào bằng tất cả sự kính trọng, yêu mến, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi quá nhanh đến bất ngờ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Không giấu được những giọt nước mắt lan dài khi hay tin Tổng Bí thư đã từ trần, nhiều người dân trên địa bàn huyện Đông Anh đã bày tỏ lòng mong muốn được đến tham dự lễ viếng để tiễn biệt người lần cuối. Nghe được thông tin ban tổ chức tang lễ quốc gia có bố trí một địa điểm làm một bàn viếng bác Tổng Bí thư tại quê nhà, chúng tôi cũng rất là mong muốn được đến tận quê hương nhà bác Tổng Bí thư để thắp cho bác một nén tâm nhang để tiễn biệt bác lần cuối cùng đi về cõi vĩnh hằng được thanh thản. Tôi rất mong muốn được đến nơi làm lễ truy điệu cho đồng chí Nguyễn Phú Trọng tại quê hương nơi chôn rau cất rốn của đồng chí. Và tôi cũng mong rằng được ra đó để thắp hương và tiễn biệt đồng chí lần cuối cùng. Cháu còn ít tuổi, cháu không có nhiều cơ hội được tiếp xúc với bác Tổng Bí thư. Và qua thông tin phóng sự đại chúng thì cháu được biết bác là một người con của Đông Anh. Bác là một người lãnh đạo ưu tú, bác luôn gần dân, sát dân và luôn tìm những lợi ích cho dân. Tới đây cháu rất muốn được cùng các bạn đoàn viên thanh niên tới viếng bác, thắp cho bác một nén hương để thể hiện lòng thành kính lần cuối. Sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư là sự mất mát, tổn thất to lớn của Đảng và đất nước, để lại sự tiếc thương vô hạn trong các tầng lớp nhân dân. Để bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từ chiều ngày 19 tháng 7, sau khi biết tin Tổng Bí thư từ trần, người dân các nơi trong toàn huyện Đông Anh đã có những việc làm cụ thể để bày tỏ sự kính trọng, biết ơn và tiếc thương người lãnh đạo kiệt xuất, người con ưu tú của Đông Anh. Tại hầu hết các thôn xóm, những hoạt động như rèn luyện thể dục thể thao, bóng chuyền hơi diễn ra thường ngày vào mỗi buổi chiều tại các nhà văn hóa cũng được người dân tự nguyện dừng lại. Các trục đường dường như cũng yên tĩnh hơn, các hộ dân tự giác không mở loa đài như trước và nhiều gia đình đã chuẩn bị cờ Tổ quốc để thực hiện việc treo cờ rủ như muốn thể hiện lòng thành kính tiễn Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau khi được sự triển khai của Đảng ủy, Ủy ban nhân xã Xuân Nộn thì thôn chúng tôi cũng về đã triển khai đến chi bộ, toàn thể đảng viên trong chi bộ, triển khai đến các ngành đoàn thể trong thôn là làm tốt công tác vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm cũng như là khuôn viên khu văn hóa. Đối với ban lãnh đạo thôn tại trụ sở nhà văn hóa thôn cũng đã coi như là chủ động để treo cờ rủ và tuyên truyền cho nhân dân có thể treo cờ rủ trước. Đây cũng là một trong những việc làm nhỏ bé nhưng cũng thể hiện một cái tình cảm người dân thể hiện lòng thành kính đối với bác Tổng Bí thư. Trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngay sau khi hay tin bác qua đời, người dân Đông Anh đã đồng loạt thay đổi ảnh đại diện và đăng những dòng trạng thái thể hiện sự kính trọng, tiếc thương sâu sắc dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều người dân đã chủ động tạm hoãn lịch vui chơi giải trí của cá nhân và gia đình, rời lịch các đám cỗ, đám hỉ, hoạt động tập trung đông người như một cách thể hiện lòng kính trọng, tiếc thương vô hạn dành cho người lãnh đạo xuất chúng của dân tộc, người con ưu tú, rất đỗi thân thương của quê hương Đông Anh.